sở hữu 19 danh hiệu chuyền hay hay nhất từ câu lạc bộ cho đến thế giới và được FIVB vinh danh là chuyền hay hay nhất thế giới vào năm 2009-2013 và được rất nhiều cái câu lạc bộ trên toàn thế giới săn đón. Vậy anh ta là ai? Xin mời các bạn cùng theo dõi đoạn rẽ sân sau đây của Móm TV nha. Anh em, như vậy thì sau những ngày mà bận rộn với công việc cá nhân thì Móm cũng đã trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ không bàn về những chủ công hàng đầu thế giới nữa, mà chúng ta sẽ làm về một vị trí rất đặc biệt trong bóng chuyền. Một vị trí mà khi chúng ta nói về vị trí này không thể nào bỏ qua một cái tên rất đình đám các bạn. Đó chính là Bruno Rizzani. Đấy, nói đây thì anh em cũng đã biết rồi, đây là một chuyền hay vĩ đại đến từ Brazil. Vâng, và trước khi mà chúng ta cùng tìm hiểu kỹ về anh chàng này thì chúng ta cũng phải hiểu sơ về cái sơ lược của cái thông tin. Thì năm 2009 đến năm 2000 và năm 2013 thì Bruno đã được FIVB vinh danh là chuyền hay hay nhất thế giới và đạt đẳng cấp thế giới nha anh em. Và trong cái tiêu chí của để đạt được cái danh hiệu là chuyền hay nhất thế giới này, nó còn rất rất nhiều những cái tiêu chí phụ nữa. Và ngày hôm nay Móm TV sẽ phân tích cho các bạn là những yếu tố nào mà để giúp cho Bruno đến từ Brazil được FIVB vinh danh là chuyền hay nhất thế giới. Thì Bruno anh em, tên thiệt của Bruno đó chính là Bruno Mosa Rizendi, đến từ Brazil, sinh ngày 2 tháng 7 năm 1986 tại Rio de Janeiro. Thì chiều cao của anh này đó là 1m90. Ghê không? Chuyền hay mà cao 1m90. Thì lý do một tí xíu anh em sẽ hiểu rõ hơn là ở 1m90 này thì Bruno sẽ làm được những gì ngoài cái vị trí là chuyền hay nha. Cân nặng của Bruno là 76kg, bậc đà là 3m23 và bậc chắn là 3m02. Và đây chính là cái thông số mà trên trang chủ của FIVB đã công bố, thì anh em cũng có thể tìm hiểu thêm. Chúng ta quay lại cái vị trí chuyền hay, một vị trí rất là đặc biệt trong bóng chuyền hiện đại. Anh em nghĩ như thế nào về cái vị trí chuyền hay này? Tôi chỉ nói đơn giản như thế này. Chúng ta có thể đào tạo hoặc tìm kiếm một cái chủ công, một người có thể dứt điểm tốt và rất là dễ dàng để tìm kiếm những người như vậy. Nhưng để đào tạo và phát hiện ra một người chuyền hay mà phải nói cực kỳ hay thì chuyện đó vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Đấy, như vậy thì chuyền hay là người như thế nào thưa anh em? Thì anh em cũng biết rồi, chuyền hay là người có nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong việc phân phối và điều hướng các mũi tấn công của toàn đội, và đồng thời là người chạm bóng lần thứ hai và có nhiệm vụ là đưa bóng đến vị trí mà có tay đập mà có khả năng ghi điểm cao nhất. Đó, anh ta thấy nó khó rồi đúng không? Đấy, các vận động viên mà ở vị trí chuyền hay này thường có nhiệm vụ là sắp xếp và giữ phong độ ở cho toàn đội, làm việc với các tay đập nhằm đưa ra những cái phương án tấn công tốt nhất. Và đọc tới đây thì chúng ta thấy là cái vị trí của chuyền hay là càng ngày nó càng phức tạp rồi đấy, chứ không đơn giản chỉ là bắt một tới rồi mình mới đẩy bóng đi, muốn đi đâu là đi. Và để đảm bảo ở vị trí chuyền hay này hoạt động tốt là một điều vô cùng khó khăn. Và để đảm bảo được vị trí chuyền hay này tốt là một chuyện vô cùng khó khăn. Huống hồ chi mà đạt đẳng cấp của Bruno thì đó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Đấy, một tí xíu chúng ta sẽ nói về cái kỹ năng của Bruno. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem về cái sức thăng của anh này. Thì khi mà muốn tìm hiểu về sức thăng của Bruno anh em thì thực sự mình thấy nó phức tạp quá trời quá đất luôn. Đấy, thì cha mẹ của Bruno thì ly dị khi anh ta còn nhỏ. Đấy, thì sau này thì cha thì có vợ mới, mẹ thì cũng có chồng, cho nên Bruno có tổng cộng là 4 anh chị em cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha. Và một điều đặc biệt mà Móm gửi tới các bạn luôn, cái điều này nó cũng giống với các danh thủ bóng chuyền thế giới, là cha mẹ của Bruno đều là xuất thân từ vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp của Brazil hết. Đấy, anh em thấy ghê không? Cha của Bruno đó chính là Bernardinho, còn mẹ của Bruno đó chính là Vera Mosa. Đấy, thì hai người này đều là cựu tuyển thủ của bóng chuyền quốc gia Brazil. Đấy, đó là những cái câu chuyện bên lề về cái tiểu sử. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại về cái kỹ thuật của Bruno. Trước tiên á, khi mà Móm tìm hiểu về anh chàng này thì Móm mới phát hiện ra một cái điều đặc biệt ở anh chàng chuyền hay số 1 thế giới Bruno này, đó chính là không những anh ta chơi tốt ở cái vị trí chuyền hay đơn thuần, đấy, mà anh chàng này còn làm tốt ở những cái vị trí khác. Đấy, thì năm 2005 thì Bruno thi đấu cho đội U20, đội trẻ của tiểu bóng chuyền Brazil. Nhưng đến năm 2006 thì Bruno đạt danh hiệu là chuyền hay hay nhất Brazil. Anh em thấy ghê không? Chỉ một năm thôi là đã đạt danh hiệu là chuyền hay hay nhất Brazil. Đấy, thì
Trong cái bài phỏng vấn vào năm 2013 của FIVB phỏng vấn Bruno sau khi đạt được cái danh hiệu là chuyện hay hay nhất thế giới thì FIVB đã nhận xét như thế này, để Mốn đọc cho anh em nghe. Chơi tốt ở vị trí chuyền hai thì có rất nhiều vận động viên, nhưng đạt đến cấp độ của Bruno thì rất khó. Đấy, vậy thì cái vấn đề ở đây là Bruno đã có những cái kỹ thuật gì mà để FIVB vinh danh anh ta là chuyền hai nhất thế giới. Thì trong quá trình nghiên cứu về anh chàng này cũng như là theo dõi khá là lâu trên kênh FIVB thì Mốn phát hiện ra rằng Bruno này rất đặc biệt nha anh em. Là ngoài cái khả năng chuyền hai cực tốt một tí xíu Mốn xong tích, Bruno còn làm tốt ở vai trò là phát bóng, phòng thủ cực hay, cứu bóng điêu luyện và thậm chí là tham gia tấn công ghi điểm nếu cần thiết, và kể cả việc chắn bóng nữa. Với sức bật chỉ có 3m02 thôi, Bruno vẫn tham gia chắn bóng và cũng có một số clip anh ta chắn bóng thành công. Thì anh em thấy ghê chưa? Có nghĩa là không đơn thuần chỉ là một chuyện hay, Bruno có thể làm tốt ở những cái vai trò khác nếu cần thiết. Đấy, điều này là FIVB cực kỳ thích ở anh chàng này, cho nên là cái việc mà vinh danh anh là một chuyện hay hay nhất thế giới thì cái chuyện đó đôi khi nó lại là nó dễ hiểu đối với Bruno thôi, còn đối với anh em những cái chuyện hay khác thì đó là một chuyện nó lại khác biệt hoàn toàn, đúng không anh em? Và khi tìm hiểu về anh chàng này, mới phải nói một điều rằng thật hiếm để tìm thấy một cái chuyện hay nào mà nó hay đến đẳng cấp của Bruno. Như vậy thì để FIVB công nhận là một chuyện hay nhất thế giới thì Bruno đã chứng minh cho thế giới thấy rằng anh đã xứng đáng với cái danh hiệu đó. Thì hơn nữa ở Bruno anh em có một cái kỹ thuật mà mình thật sự mình rất là ngán ngẩm luôn, đó là anh này chuyên gia là bỏ bắt hai. Có rất nhiều tình huống mà Bruno đã ghi điểm từ cái tình huống bỏ nhỏ bắt hai một cách đầy bất ngờ đấy. Do hạn chế về bản quyền anh em cho nên Mốn không thể nào mà up những cái clip bỏ bắt hai của Bruno ở trong những cái trận đấu quốc tế, bởi vì Mốn sẽ bị cảnh cáo bản quyền. Anh em cũng có thể tìm hiểu lại trên những cái kênh như là Titan Volleyball hay là Power Volleyball, nó đều có những cái clip này hết. Bởi vì hai anh chàng này là cộng tác viên của FIVB cho nên anh ta được quyền sở hữu hết tất cả những video clip của FIVB, mình thì không được. Như vậy thì để thế giới công nhận là một chuyền hay hay nhất thế giới thì ngoài vai trò là chuyền hay một cách toàn diện thì ở Bruno còn có thể chơi tốt ở các kỹ thuật như là phát bóng, phòng thủ, cứu bóng, thậm chí là tham gia tấn công ghi điểm và cả chắn bóng nếu cần thiết. Thì đây là điều mà Mốn thấy là rất ít ở các setter khác, có nghĩa là các chuyền hay khác, nhưng mà ở ông Rudo này thì phải nói đúng vậy, ông có đầy đủ những cái điều này hết, cho nên đây là một sự đặc biệt của Bruno đối với những cái chuyền hay khác cuộc đương thời. Và cả cuộc đời sự nghiệp của Bruno này thì anh ta đã giành được tổng cộng là 19 cái danh hiệu cá nhân. Thì anh em cũng hiểu là tham gia của đội tuyển Brazil thì cái danh hiệu mà đẳng cấp quốc tế thì rất là nhiều, rất là nhiều, mình không đề cập, anh em cũng mình cũng đã nhắc nhiều ở clip như ở Shiba hay là ở một số cái vận động viên khác ở trên kênh của Mốn thì anh em cũng biết rồi. Thì Bruno cũng có rất nhiều, và Bruno cũng là đội trưởng, từng là đội trưởng của đội bóng chuyền Brazil, bởi anh ta tuổi cũng khá là cao, đồng thời là cái kinh nghiệm thi đấu của Bruno nó phải rất cực kỳ là dày dặn luôn, đấy, cực kỳ dày dặn luôn. Thi đấu ở vị trí chuyền hai là người điều phối cũng như là giữ phong độ, lại có một cái kinh nghiệm dày dặn nữa, thì anh em hiểu là cái sự đóng góp của Bruno đối với cái đội tuyển bóng chuyền của Brazil là phải nói là cực kỳ là quan trọng, cực kỳ là quan trọng luôn đấy. Thì cá nhân mình với quan điểm của Mốn TV, mình thật sự rất yêu thích anh chàng này, và mình thấy rằng ở Bruno nó có rất nhiều điều để cho anh em đam mê bóng chuyền cũng như là các chuyền hay khác học hỏi, không những là ở kỹ thuật chuyền hay mà còn ở rất nhiều cái yếu tố và kỹ thuật khác, cũng như là cái tâm lý thi đấu của Bruno thì nó đạt tới đẳng cấp thượng thừa rồi. Ở những pha sau khi mà ghi điểm thành công thì Bruno có một cái biểu cảm trên khuôn mặt phải nói là rất là đáng sợ anh em, nó tràn đầy một cái sức bình sinh và năng lượng lan tỏa đến các thành viên còn lại. Anh ta thường gào thét, thường nhăn mặt, thường thể hiện cái tính cái sự quyết tâm để ghi điểm, thì cái điều này là mình nghĩ là rất là cần thiết trong một cái môn thể thao mà đồng đội. Thì cá nhân mình thấy là Bruno làm rất tốt ở điều này đấy, và đó là một số những cái thông tin cơ bản mà muốn sưu tầm được gửi đến tất cả anh em. Thì tất nhiên thì trong quá trình làm clip thì không thể nào mà cho dù muốn có chắt lọc hết những cái thông tin thì không thể nào cũng tránh khỏi những cái sai sót, thì rất mong anh em góp ý để chúng ta hoàn thiện clip hơn. Hôm nay Mốn rất là cảm rồi nhưng mà vẫn phải làm clip cho anh em. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.